Hôm nay là hai đứa chích ngừa nè. Rồi, chào bác Trung. Dễ mà, dễ thấy mà. Ủa, chạy quanh kia lại hả? Bữa nay bác Trung chích thuốc không? Bác Trung. Tôi lo tôi thủ lúc mà bác gọi là phải lo là giữ con này lại liền. Đâu, đây với em đây với. Mấy ngày nay rồi. Vậy là cái này mình chích ngừa dại ha bác Trung. Mình ôm gì là chích được không? Bữa giờ bác vẫn đi làm bình thường hả? Có đi các huyện không? Có đi các huyện. Ủa vậy ha? Xe nó đi, để đưa đi là mình tự túc. Bác cần chích thuốc không? Một mũi hả? Em đưa cái lưng ra thì mới được. Ê, đánh con. Rau. Bà nắng á. Rồi, má đi rất rồi. Không biết mà, cái nào nó không thấy cái nào chẳng ra nó. Tôi chào bữa bắt được biết là họ chạy bắt đầu bay. Mình tưởng là nó có cái gì chứ cuối cùng. Maria mà. Anh này đơn giản. Hả? Rồi đó thì cất mẹ nó đưa cho mày cất rồi mà không biết là. Rồi bây giờ là mình ghi tên thuốc vào ha. Đúng rồi. Ghi tên thuốc rồi dán không anh khỏi ghi để cho khô với rồi dán lên. Dán lên ha, dán lên. Rồi chưa ăn sáng luôn hả? Mới mua về cái bắt hai cái này năm tư mới lấy tại vì ăn vào nó là nó có sạch rồi vậy là cái tôi đã nói rồi là cái sau này vậy là cái tên ha mình quên đấy chứ mình quên rồi rồi cảm ơn nha rồi. Cái con chiếc nhỏ nó vẫn đeo bắt đầu à cái con bay bay á à, cái con bay á hai con rồi cái con kia thì mình lấy rồi mà bữa giờ mình không có kiểm tra mà bữa mình thấy à bữa mình phát hiện tại trắng nó dễ thấy hơn còn hôm nay khó thấy mình đã kiểm tra nhưng mà cái đó là lâu mình mới chết đây mà.